Thưa sư, phước bố thí chỗ lớn hơn hay là nỗ lực hiện tại của mình chỗ phước lớn, có thể làm cùng lúc cả hai để phước thí chỗ sớm, để một là phước bố thí chỗ sớm, hai là phước hiện tại chỗ lớn hay không? Thứ nhất á, là quý vị nhầm lẫn giữa cái nghiệp quá khứ và sự nỗ lực hiện tại. Cái nỗ lực hiện tại đó, nó sẽ cho cái nghiệp, cho cái đời sau kiếp khác. Tuy nhiên do cái nỗ lực hiện tại nó sẽ là cái môi trường thích hợp hay là cản trở cho cái nghiệp quá khứ nó trổ quả một cách thuận lợi hay là bất lợi. Nó giống như mình tưới nước thì mình tưới nước 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 suối nước nước ngọt á, thì cây nó sẽ trổ một cách tốt đẹp. Còn mình tưới nước sôi, mình tưới nước mặn thì cây có thể nó chết hoặc là nó trổ cái quả èo uột. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như mà mình tạo các thiện nghiệp thì nó sẽ là cái môi trường lành cho các quả lành quá khứ nó trổ. Và nó khi nó trổ thì nó được trổ một cách thuận lợi, và các cái quả ác trong quá khứ sẽ trổ một cách bất lợi. Còn khi mình làm ác thì mình sẽ làm cái môi trường cho các cái quả lành nó trổ một cách khó khăn, còn các quả ác nó sẽ trổ một cách dễ dàng. Cho nên là mình chỉ có tiếp tục tạo các cái công đức, tiếp tục tạo công đức để chi? Để nó sẽ gieo cái quả lành ở đời sau kiếp khác, và nó sẽ cho mình một cái môi trường tốt cho các cái quả lành ấy, nó được trổ một cách dễ dàng. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung về cái gì, vấn đề gì hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng về cái câu hỏi này nè, là trong nhiều cái buổi vấn đáp á, thì quý sư cũng có đề cập này, nó nói rất rõ. Ở đây thì Đức Hành Tuệ vừa rồi cũng phân tích sư như thế rất là rõ ràng đầy đủ, và sư cũng hoàn toàn đồng ý với cách trả lời của Đức Hành Tuệ rất chính xác, thưa quý vị. Cho nên cái câu hỏi này xin lướt qua. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.